Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa có buổi đến thăm trao đổi kinh nghiệm với Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tại buổi giao lưu, Hội đồng Nhân dân hai địa phương đã cùng giới thiệu về đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của địa phương mình trong thời gian qua, đồng thời cùng chia sẻ trao đổi các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Hội đồng Nhân dân như công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ hợp việc thực hiện quy trình thủ tục, thẩm quyền ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, xem xét báo cáo chuyên đề, ý kiến chất vấn, trả lời các ý kiến chất vấn tại kỳ họp, hoạt động khảo sát, giám sát và tổ chức tiếp xúc cử tri, kinh nghiệm lựa chọn nội dung kiểm tra giám sát phù hợp với thực tế của địa phương. Qua hội nghị không chỉ góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai địa phương mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương.